Và các em học sinh khối lớp 5. Cô mời các em cùng tham gia tiết học địa lý, bài chính, các dân tộc, sự phân bố dân cư. Cô mời các em cùng khởi động nhé. Dựa vào bảng dưới đây để trả lời câu hỏi. Các em hãy dừng màn hình và đọc bảng số liệu dưới đây. Rồi trả lời câu hỏi. Năm 2021, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng hàng thứ mấy trong các nước ở khu vực Đông Nam Á? Nhìn vào bảng, ta nhận thấy dân số Việt Nam là 98,4 triệu người vào năm 2021 và Việt Nam đứng ở hàng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc sinh sống. Chúng ta cùng tìm hiểu về các dân tộc qua bài hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về các dân tộc. Trong sách giáo khoa trang 84, các em hãy đọc thông tin và trả lời các câu hỏi sau. Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Họ sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu? Kể tên một số dân tộc ít người mà em biết. Các em hãy đọc thông tin, dùng bút chì, thước kẻ gạch dưới những thông tin mà các em tìm được nhé. Bây giờ cô và các em cùng chia sẻ nhé. Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh, Việt có số dân đông nhất. Sống chủ yếu ở các đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên. Một số dân tộc ít người ở vùng núi phía Bắc có các dân tộc như Dao, Mông, Thái, Mường, Tày. Ở vùng núi Trường Sơn có các dân tộc như Pru, Vân Kiều, Paco. Ở vùng Tây Nguyên có các dân tộc như Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sơ Đăng và còn rất nhiều các dân tộc khác sống trên đất nước của chúng ta nữa đó các em. Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm đến hơn 80% tổng số dân cả nước, còn lại hơn 10% là dân số của 53 dân tộc. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu đời nay, cộng đồng các dân tộc Việt Nam gắn bó với nhau. Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, chữ viết và bản sắc văn hóa riêng. Trên màn hình, cô giới thiệu với các em một số dân tộc như dân tộc Thái, Xiêm, Dao, Chăm, Ê Đê, Vân Kiều. Các dân tộc Si La, La Ha, Chu Ru, Pu Péo, Xin Mun, Mạ. Các em còn được gặp các dân tộc này trong các bài tập đọc các em đã được học như dân tộc Giấy, Nùng, Cống, dân tộc Ngái, Mãn, dân tộc Phù Lá. Đây là hình ảnh của người Mường. Bản sắc văn hóa của các dân tộc thể hiện rõ nét trong các sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động kinh tế. Từ việc ăn mặc, quan hệ xã hội, các phong tục tập quán, cưới sinh, thời cúng, lễ Tết, vui chơi văn nghệ của các dân tộc đều mang những nét. Đây là dân tộc Gia Rai, Tà Ôi. Đằng sau sự khác biệt về ngôn ngữ, về tập tục hay lối sống, về trang phục hay sinh hoạt, các dân tộc lại toát lên những đức tính cần cù, chịu khó, sự thông minh trong sản xuất, gắn bó với thiên nhiên, gắn bó với con người. Tất cả những phẩm chất đó là con người Việt Nam ta. Các em đã xem một số hình ảnh về các dân tộc. Vậy bây giờ các em hãy cho cô biết dân tộc nào có số dân đông nhất, sống chủ yếu ở đâu? Các em dừng màn hình và trả lời nhé. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất,
sống tập trung ở các vùng đồng bằng, các vùng ven biển. Các dân tộc ít người thường sống ở đâu? Các dân tộc ít người thường sống chủ yếu ở các vùng núi và cao nguyên. Hệ thống lại kiến thức của nội dung các dân tộc. Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, sống chủ yếu ở đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người sống ở vùng núi và cao nguyên. Mỗi dân tộc đều có tiếng nói, trang phục và phong tục tập quán riêng. Tất cả các dân tộc đều là anh em trong đại gia đình Việt Nam. Điều đó các em được thấy rõ trong truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên mà các em đã được học rồi. Chúng ta cùng tiếp tục sang mục số 2, mật độ dân số. Các em hãy đọc tiếp thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: em hiểu thế nào là mật độ dân số? Mật độ dân số là số dân trung bình sống trên 1 km vuông diện tích đất tự nhiên đó các em. Ta có thể tính mật độ dân số theo công thức sau. Ta lấy số dân chia cho diện tích đất tự nhiên. Ví dụ, dân số của huyện A là 52.000 người, diện tích đất tự nhiên là 250 km vuông. Vậy mật độ dân số của huyện A là, các em lấy 52.000 chia cho 250 bằng 208 người trên 1 km vuông. Vậy mật độ dân số của huyện A là 208 người trên 1 km vuông. Các em hãy nhìn vào bảng số liệu sau, rồi nêu nhận xét về mật độ dân số của nước ta so với mật độ dân số thế giới và một số nước ở châu Á có trong bảng sau. Cô mời các em đọc thông tin trên bảng. Dựa vào bảng số liệu, đây là biểu đồ về mật độ dân số năm 2021 của một số nước châu Á. Toàn thế giới là 53 người trên 1 km vuông. Mật độ dân số của Campuchia là 95 người trên 1 km vuông. Mật độ dân số của Lào là 32 người trên 1 km vuông. Mật độ dân số của Trung Quốc là 153 người trên 1 km vuông. Và mật độ của nước Việt Nam là 314 người trên 1 km vuông. Vậy dựa vào biểu đồ này, các em nhận thấy mật độ dân số của nước ta gấp 5,9 lần mật độ dân số của thế giới và gấp 3,3 lần mật độ dân số của Campuchia, gấp 9,8 lần mật độ dân số của Lào và gấp 2 lần mật độ dân số của Trung Quốc. Biểu đồ đó ta có thể kết luận mật độ dân số nước ta rất cao, cao hơn cả mật độ dân số của Trung Quốc, cao hơn nhiều so với Lào và Campuchia và cao hơn mật độ dân số trung bình của thế giới. Sau đây cô xin giới thiệu với các em mật độ dân số ở một số tỉnh năm 2021. Ở Lai Châu, 51 người trên 1 km vuông. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 4.292 người trên 1 km vuông. Ở thành phố Hà Nội là 2.471 người trên 1 km vuông. Ở Vĩnh Long là 688 người trên 1 km vuông. Đây là hình ảnh mật độ dân số ở một số tỉnh, thành phố. Lai Châu, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy các em thấy thành phố Hồ Chí Minh là nơi có mật độ dân cư đông nhất nước ta. Để tìm hiểu về sự phân bố dân cư, cô mời các em tìm hiểu lược đồ mật độ dân số và cho biết dân số Việt
và cho biết dân cư ta sống tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào. Các em hãy quan sát hình 2 lượt đồ. Đọc kỹ phần chú giải, ta thấy mật độ dân số được tính bằng người trên km vuông với các phân tầng màu sắc theo chú giải. Màu vàng nhạt dưới 100 người trên 1 km vuông. Màu vàng đậm từ 100 đến 500 người trên 1 km vuông. Màu cam từ 501 đến 1.000 người trên 1 km vuông. Và màu đỏ là trên 1.000 người. Ngôi sao màu đỏ là thủ đô và chấm tròn là thành phố. Các lượt đồ, các em hãy cho cô biết dân cư tập trung đông đúc ở vùng nào và thưa thớt ở vùng nào. Dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi cao. Đây là thành phố tập trung đông dân. Đây là hình ảnh dân cư tập trung thưa thớt. Theo hậu quả của sự phân bố dân cư không đồng đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và vùng núi. Các em hãy dừng màn hình suy nghĩ và trả lời nhé. Các em thấy ở nơi đông dân thì sẽ dẫn đến tình trạng thừa lao động. Còn nơi có ít dân thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Đó là do sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng ở nước ta. Em quan sát hai bức tranh thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tập trung rất đông dân cư. Vậy những nơi đông dân sẽ ảnh hưởng gì đến môi trường? Các em thấy khi con người tập trung sinh sống đông dân tại một thành phố thì có các vấn đề phát sinh như rác thải sinh hoạt, khói bụi từ xe máy, ô tô, các nhà máy khu công nghiệp thải ra môi trường, làm cho ô nhiễm môi trường. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường nơi đông dân? Chúng ta cần có ý thức tham gia và bảo vệ môi trường, và nhà nước cần điều chỉnh lại sự phân bố dân cư giữa các vùng miền cho hợp lý. Thấy ở vùng núi có nhiều tài nguyên dân cư thưa thớt, nhưng lại thiếu lao động ở đồng bằng ven biển, đất chật, người đông, dẫn đến tình trạng là thừa lao động. Vậy nhà nước đã và đang điều chỉnh phân bố dân cư giữa các vùng. Các em đọc thông tin trong sách giáo khoa và cho biết dân cư nước ta sống chủ yếu ở thành thị hay nông thôn. Chúng ta thấy khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở nông thôn, phần lớn làm nghề nông, và 1/4 dân số sống ở thành thị. Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh, Việt có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi. Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở nông thôn. Đó cũng chính là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Về nhà các em xem lại bài tự trả lời câu hỏi ở sách giáo khoa trang 86. Chuẩn bị bài nông nghiệp. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô thân ái mến chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.